Veronica Tushinova là một nhà thơ mà có thể nói là ở Việt Nam hầu như không ai biết. Vâng. Và mặc dù thơ của bà cũng khá nổi tiếng ở Nga. Bà vốn sinh ra trong một gia đình khoa học, bố là viện sĩ ngành vi sinh, sau là viện sĩ viện Hàn lâm nông nghiệp Nga. Cái con đường đến với văn học của Veronica Tushinova cũng có thể nói là rất là gập ghềnh. Vì sau khi tốt nghiệp trung học thì theo yêu cầu của bố là bà phải thi vào trường y, bà thi đỗ rồi. Nhưng mà là không. Chỉ học đến năm thứ tư thôi. Năm thứ tư là rồi bà lại chuyển sang một cái trường họa theo cái sự đam mê. Đấy, đang học dở ở trường trường họa thì lại tắt ngang sang làm thơ, bởi vì theo bà thì thơ ca nó có sức hút quá, mãnh liệt quá. Thậm chí đến năm 1941, tức là khi mà bà thi đỗ vào trường Gorky, cái trường mà anh Vũ Xuân Hương Học ấy đây, có vâng. học, à, bà thi vào rồi nhưng mà cũng không không nhập học, bởi vì chiến tranh nổ ra thì bà đi theo nhập ngũ và vào một cái bệnh viện quân y làm cái kiểu như là hộ lý, kiểu Y như sĩ, y y tá sĩ gì đấy. cái Vâng. dạng như thế. Và trong cái hoàn cảnh là một mình nuôi mẹ nuôi con thì bà vẫn tiếp tục làm thơ. Vâng. Cuộc đời của bà thì có thể nói là cũng tương đối gập Gặp gành. ghềnh, Vâng. cho nên thơ của Tushinova phần lớn là thơ buồn, Vâng. thơ Chứa được buồn. một cái nỗi Và niềm, một cái đau xót, vâng, một thân phận. Vâng. có thể nói là cái tình yêu là đề tài xuyên suốt trong cái sự nghiệp thơ ca của bà, song hành với nó là những niềm vui và đau khổ, những mất mát và hy vọng. Bà đã nói về tình yêu bằng một cái tâm hồn, với tất cả cái tâm hồn, và bà luôn kêu gọi mọi người là phải sống với nhau nhân ái hơn. Như lúc này tôi đã nói là kỳ tu